chào anh em nhé. Đấy, hiện tại thì ngoài miền Bắc thì con chim tràng nghịch này và con gà lước đang đi khá là mạnh này anh em. Đấy, thì em đang ở cái bản đánh chim tràng nghịch. Đấy, tiếng tràng nghịch thì ở khu vực đây đánh ở giữa chuồng anh ạ. Đấy, đánh hai lưới song song. Tràng nghịch thì tháng trước thì đánh thế kém kém, tháng này đánh thế được các bạn. Đấy, còn con tràng nghịch đặc biệt của nó ấy, thì thường thường nó sẽ đi vào trong cái thời điểm mà trời không có trăng, thì như những ngày như thế này đánh là rất là hợp lý này. To lắm nha, chim to. Hôm qua được nhiều hơn, hôm nay được ít hơn các bạn. Chích chiếc thì hôm nay không được con nào. Là lướt thì đây được con. Gà lướt ấn đây. Tràng nghịch thì vẫn đều đều. Đấy, loa đánh tràng nghịch thì anh em phải chơi loa chất kèn nhé. Dòng chất kèn đây là dòng chuyên để đánh tràng nghịch. Tràng nghịch dễ rung, tâm chích thì anh em kẹp thêm vào đánh được. Đấy, giá của con tràng nghịch này thì nó chỉ được 30 thôi anh em. Tràng nghịch cá lước nó bằng nhau. Lưới tràng nghịch này thì nó sẽ có hai cái mẫu lưới để anh em sử dụng, anh em đánh được. Đó là lưới như cái đây là lưới mặt 4/8 này. 4/8, nói chung độ tàng hình cao, lưới này độ tàng hình cao. Tơ sợi 73. Và loại này thì anh em đánh chung được là tràng nghịch mắt đỏ, mắt xéo chung một cái lưới này, cá lước ấn hay đánh tạm được. Đấy, còn ví dụ mà muốn đánh chuyên loại to hơn một chút thì anh em sử dụng lấy 6 phân là đánh bắt tràng nghịch này, quốc ta, cái gà lướt ấn. Đấy, như thế này là cũng đánh là cũng được, đánh hai bàn em đánh hai bàn đặc biệt, còn gà lướt ở phía đằng sau. Gà lướt thì mấy hôm nay nó không thấy đi anh em. Đấy, còn về mẫu lưới này thì anh em khu vực trong miền Nam đang đánh, hoặc là anh em miền Bắc mà muốn đánh con gà lướt ấn ấy, thì có thể là tham khảo đặt hàng liên hệ cho bên cơ sở em. Bên cơ sở em là bán tất cả những cái phụ kiện dùng để bẫy chim đêm. Còn con tràng nghịch này thì cũng là con chim mà đem lại kinh tế khá là cao ấy, thì anh em tham khảo cách đánh. Đấy, còn chia sẻ với anh em một chút thì anh em đánh khóa quê chuồng tròn được, còn không thì anh em đánh chạy song song lại được. Tối thì phải chịu khó đi soi tầm tiếng, anh em đi soi lần chim nhiều khi là nó văng ra bên ngoài này, nó sẽ làm im hoặc là nó lủi đến gần loa. Bởi vì giống con này nó lủi ác, nó không như phi như con chích con chiếc. Nó lủi được gần loa thì các bác soi, các bác bắt được thì nó sẽ được hơn. Đấy, còn một video thì quay báo cáo thành quả đánh chim đêm cho các bác cùng xem. Đến đây kết thúc, hẹn gặp lại các bác ở những video lần sau.